Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân bị ngưng trệ. Và với các hộ nuôi thủy sản lồng bè ở xã đảo Long Sơn cũng không tránh khỏi những khó khăn này. Giá cả xuống thấp, sản phẩm chưa tìm được đầu ra, chi phí thức ăn lại tăng cao. Thế nhưng để giữ nghề, phát triển ngành nuôi trồng thủy sản lồng bè, nhiều hộ dân đang nỗ lực tìm mọi biện pháp để vượt qua khó khăn và thích ứng an toàn trong tình hình mới. Với lợi thế, vị trí gần cửa biển, kính gió, môi trường nước trong lành, cửa sông Chà Và và sông Rạn đã trở thành nơi lý tưởng phát triển nghề nuôi lồng bè với các loại thủy hải sản như là hào, tôm hùm và các loại cá. Mỗi năm, nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 4.000 tấn cá và hào, doanh thu hơn 104 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hai năm nay và nhất là từ đầu năm 2021 đến nay, nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè ở Long Sơn gặp nhiều khó khăn về đầu ra, giá cả, chi phí nuôi trồng, nên không ít người phải vay vốn ngân hàng để duy trì sản xuất. Ảnh hưởng nhiều, tại vì mồi nhà là không đi lái được, tất cả là phải phụ thuộc hết, mà chờ mình không vô bến lái được, không chở đến được là nó ăn nó cũng phải hạn chế. Cá mà muốn bán cũng không bán được, không có ai, nói chung là không có xe nào đến bắt thì là không bán được, tưởng cứ để vậy thôi. Bây giờ thậm chí có cá ký mấy có, nếu mà hết dịch thì mà mồi nhà mà nó đầy đủ thì chắc phải đổ cho nó ăn cái thời gian để cho nó nhanh lớn thôi, để mình kịp thời mình bán vụ mùa. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội. Việc đi lại của bà con nuôi lồng bè có phần thuận tiện hơn, nên anh Lê Ngọc Nam ở thôn 9 xã Long Sơn tranh thủ liên lạc với những mối hàng để tiêu thụ lượng tôm cá đến kỳ xuất bán. Cùng với đó, anh cũng tranh thủ tìm các mối mua cá tạp là thức ăn hàng ngày cho gần 50 lồng nuôi cá bớp, cá chẽm và tôm hùm. Thưa anh có thể cho biết là trước khi mà dịch bệnh COVID-19 xảy ra thì cái việc mà sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm nuôi lồng bè của gia đình nhà mình có thuận lợi hay không ạ? Như trước đây chưa ảnh hưởng đến cái việc dịch bệnh ấy, thì cái ngành này thì so với các cái ngành nghề khác thì tôi thấy bà con ở đây nuôi trồng là cũng chuyển tương đối. Như gia đình đầu tư như này thì nói chung là cái mức độ thu hoạch thấy cũng phát triển hơn các cái ngành nghề khác và duy trì cuộc sống cũng thay đổi được nhiều mà. Trước cái tình hình dịch bệnh mà diễn ra phức tạp á, chúng ta xác định là sẽ phải sống chung với dịch. Vậy thì để không đứt gãy chuỗi sản xuất thì gia đình nhà mình đã có cái sự thay đổi nào trong cái việc nuôi trồng cũng như là tiêu thụ sản phẩm để thích ứng với cái đại dịch ạ? Để phát triển và vượt qua được cái khó khăn trong cái đại dịch này thì thay vì như trước đây, gia đình tôi đã thả xuống giống mỗi lần thì ồ ạt số lượng nhiều. Thì tôi đã giảm mật độ nuôi cũng như thả giống theo từng đợt để tiện cái việc chăm sóc cũng như tiêu thụ sản phẩm cho nó được thuận lợi. Trước đây thì về cái tiêu thụ sản phẩm này thì chủ yếu là thị trường xuất khẩu, sau đó nữa là tiêu thụ trong nước thì cái thị trường Sài Gòn là mạnh hơn. Còn bây giờ thì tôi đã thay đổi cái và liên kết để mở thêm về cái lĩnh vực tiêu thụ trong tỉnh. Qua đây cũng mong các chính quyền gọi là có những cái chính sách hỗ trợ để gia đình cũng như mọi người thì nuôi trồng cái nghề này thì kiên trì bám biển nuôi trồng để phát triển kinh tế cho tỉnh nhà. Bên cạnh cái việc phát triển kinh tế thì không biết là nhân công cũng như là gia đình nhà mình có tiếp tục là mình phòng chống dịch hay không? Gia đình thì cũng như là công nhân lúc nào cũng đặt cái phòng chống dịch lên hàng đầu. Để thích ứng được với cái đại dịch này thì theo tôi bà con phải thay đổi cái phương thức nuôi trồng cũng như bảo vệ cái môi trường thật tốt thì mới duy trì được cái nghề nuôi của mình. Nuôi gối đầu, giảm mật độ nuôi hay hạn chế thả nuôi những loại thủy sản sử dụng thức ăn tươi sống là cách mà anh Nam và nhiều hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè ở xã đảo Long Sơn đang thực hiện nhằm thay đổi phương thức sản xuất thích ứng với dịch bệnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên không ít hộ nuôi trồng thủy sản ở Long Sơn đã bị thua lỗ trong lứa nuôi vừa qua. Để giúp người nuôi cá lồng bè không phải bỏ nghề do thiếu vốn mua thức ăn hoặc là đầu tư con giống, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Vũng Tàu kịp thời có những chính sách để hỗ trợ cho các hộ nuôi. Theo đó, những hộ đã đến thời gian đáo hạn nợ, nhưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19,
ngân hàng sẽ cho kéo dài thời gian gia hạn nợ hoặc nâng mức đầu tư tiếp vốn cho các hộ chăn mua con giống để phát triển nghề. Chính vì vậy, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè ở Long Sơn đang tìm mọi cách phục hồi sản xuất, kỳ vọng một vụ nuôi khởi sắc hơn. Tôi thì đang nuôi bao gồm có tôm hùm, có hai loại tôm hùm xanh Indo và tôm tre, và cá chim, rồi một số loại cá mú, cá bớp. Chúng mong sao cho dịch bệnh để cho nó nhanh hết đi, để cho thị trường đi lại, cho bà con tiếp tục phát triển cái nghề nuôi trồng này. Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh về cơ bản được kiểm soát, kinh tế dần phục hồi. Người nuôi lồng bè cũng đang có nhiều nỗ lực, vừa để giữ nghề, vừa phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.